Thì Nhóc xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay xuống ở dưới Đồng Nhân, ở dưới Latin nha các bác nhé. Ba cái thang thoát hiểm thì hiện tại thì mới được hai cái bằng inox thôi, còn cái sắt thì em sẽ lắp sau. Đây vào hết rồi thì mình lắp, thì còn mưa rất là to. Đây tất cả inox đấy, cái khoảng cách này này. Cái khoảng cách ngoài này bằng ấy 35-37 tùy theo mình tính nhé. Còn cái sườn của em thì rơi vào khoảng từ 70 phân. Thì tại sao? Vì là nếu mà người ta đi trong lồng ấy, có thể là người ta ra chui ra ngoài được nhé các bác nhé. Đừng làm mau quá. Đấy, làm thưa ra một tí thì người ta còn chui ra. Còn không chui ra được là nguy hiểm nữa. Đấy, nhiều bác làm mau quá không thuận tiện cho cái việc mà đi thang từ bên trong ra. Đó, ví dụ như là đang xảy ra cháy, người ta chạy ồ ạt, ai cũng vội nên là phải có cái đường thoát. Ví dụ đến ô này chẳng hạn, nó sẽ người ta sẽ chui ra ngoài, không thì nó bị dồn vào, nó bị dồn vào ở trong nên là phải làm rộng ra. Đây này là dê nhé các bạn, dê inox banh tư. Ngay từ tất cả đây là hai cái này lên được khoảng 21-22 mét từ cao. Còn một cái sắt nữa thì hôm sau em sẽ lắp, nhà này lắp ba cái luôn. Đéo lọt. Thả xuống một tí Thắng ơi. À úp luôn, úp luôn. À úp luôn, nó phải vào trong nhỉ. Luôn từ vào cái khe giữa kìa, luôn từ trong rồi này, thì tí anh kéo lên là mới vào được chứ. Thank you.
hàn kỹ lại tất cả các mối hàn nhá. Ờ, mới xuống mấy tầng dưới một đoạn thôi. Là nó tí nó lên nó sang này, nó hai nó bậc này là xong luôn này. Bậc tầng này cũng được, tầng dưới này cũng được, tùy mày. Tầng 2 cũng được nhá. Ừ, tầng 2 được.